để cảnh cáo Mỹ, Trung Cộng thử nghiệm hỏa tiễn tiêu diệt hàng không mẫu hạm. Trung Cộng đã phóng hai hỏa tiễn đạn đạo từ đất liền vào Biển Đông hôm 25 tháng 8 2020. Vụ thử hai lần hiếm hoi gần như chắc chắn là một lời cảnh cáo đối với Hải quân Hoa Kỳ. Khi Mỹ đã đưa một số hàng không mẫu hạm ra biển tham gia vào các cuộc tập trận trong năm nay, trong lúc Trung Cộng tuyên bố 90% vùng biển lãnh thổ của mình, một vị trí mà Hoa Kỳ và các quốc gia khác không chấp thuận, Trung Cộng đã phóng hỏa tiễn DF-26B và DF-21D lần lượt từ tỉnh Thanh Hải và tỉnh Chiết Giang ở phía đông bắc. Hỏa tiễn dài 42 feet được ra mắt từ một vận chuyển lắp dựng bệ phóng di động có thể mang đầu đạn 2 tấn, thông thường hoặc là hạt nhân đi xa khoảng 2.500 dặm. Các hỏa tiễn DF-26 phóng từ các căn cứ ở Đại lục Trung Cộng có thể tấn công các phi trường của Đài Loan trong vài giờ trước khi lực lượng Trung Cộng vượt qua eo biển Đài Loan, nếu Bắc Kinh thực hiện hành động đối với một số hòn đảo tranh chấp ở biển Hoa Nam thì Trung Cộng có thể cố gắng làm chậm phản ứng của Mỹ bằng cách bắn các hỏa tiễn DF-26 vào căn cứ máy bay thả bom của Không quân Mỹ ở Guam. Trước các cuộc thử nghiệm, chính phủ Trung Cộng đã ban hành thông báo cho lực lượng không quân cảnh cáo các máy bay thương mại đi vào khu vực này. Các hỏa tiễn DF-26B và DF-21D là hỏa tiễn đạn đạo chống tàu được thiết kế để phóng từ những chiếc xe lớn và di chuyển hàng trăm dặm để tấn công tàu chiến của đối phương. Đầu đạn siêu âm bay cao hơn và nhanh hơn so với hỏa tiễn chống hạm thông thường, có thể gây khó khăn cho các tàu không có khả năng đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo. Đầu đạn được thiết kế để xuyên thủng sâu vào các tàu chiến với tốc độ cực nhanh, sau đó kích nổ đầu đạn hoặc thậm chí là hạt nhân nằm sâu trong lòng tàu. Trung Cộng đã phát triển các hỏa tiễn này như một hành động để ngăn chặn các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. DF-21 là một loại hỏa tiễn tầm trung bắn xa 1.355 dặm, trong khi DF-26 là một loại hỏa tiễn tầm trung cao hơn với tầm bắn lên tới 2.485 dặm. Tầm bắn xa của DF-26 có nghĩa là trong chiến tranh, bất kỳ hàng không mẫu hạm nào của Hoa Kỳ muốn tấn công các mục tiêu trên đất liền của Trung Cộng đều phải chịu rủi ro đáng kể. Điều quan trọng là Trung cộng có bao nhiêu hỏa tiễn DF26. Ngũ giác đài hiện vẫn chưa biết con số chính xác. Do đó, Hải quân Hoa Kỳ đang nỗ lực để tăng phạm vi hoạt động của các máy bay trên hàng không mẫu hạm. Cuộc thử nghiệm hôm 25 tháng 8 năm 2020 nhằm đáp lại các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đến Biển Đông. Vào tháng 3 năm 2020 thì tàu USS Theodore Roosevelt đã đi ngang qua Biển Đông. Lần lượt sau đó là USS Nimitz và USS Ronald Reagan đã cùng nhau tập trận trên biển với tư cách là hai lực lượng hàng không mẫu hạm tấn công. Lời cảnh cáo ngầm về vụ thử lần này là Trung cộng tin rằng họ có sức mạnh để tiêu diệt các tàu của Hoa Kỳ đang hoạt động trên biển. Trong những năm gần đây thì Trung cộng đã tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, được củng cố bằng việc xây cất một số căn cứ quân sự ở các chuỗi đảo Hoàng Sa và Trường Sa các nước láng giềng của Hoa Kỳ và Trung Cộng trong khu vực kiên quyết phản đối các tuyên bố chủ quyền và đã nhiều lần đưa tàu chiến qua khu vực để thực hiện quyền đi thuyền của họ trong vùng biển mà họ coi là vùng biển quốc tế. Điều này đã làm náo động Trung Cộng. Quốc gia này đã cảnh cáo các nước ở bên ngoài, đặc biệt là Hoa Kỳ, tránh xa vùng biển này. Ngũ Giác Đài dường như đã che giấu thông báo đã khai triển một máy bay trinh sát RC-135S Cobra Ball đến khu vực Biển Đông trước các cuộc thử nghiệm DF-21 và DF-26. RC-135S là một loại máy bay phản lực Boeing 707 đã được chuyển đổi, được thiết kế để thu thập dữ liệu quan học và điện tử về các mục tiêu đạn đạo. Điều đó có nghĩa là RC-135S quan sát các vụ thử hỏa tiễn và thu thập dữ liệu có thể được sử dụng để cải thiện khả năng phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo của Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo của Trung Cộng nhiều năm trước đã xác định rằng hỏa tiễn là một cách rẻ và dễ dàng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hỏa lực của Trung Cộng và Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố trong một báo cáo về sự phát triển quân sự và an ninh liên quan tới Trung Cộng năm 2020 df 26 không phải là một hỏa tiễn thông thường duy nhất trong kho vũ khí của lực lượng hỏa tiễn của trung cộng có hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn df 21 df 15 và df 16 hỏa tiễn đạn đạo tầm trung df 21 và hỏa tiễn df 26 trung cộng nhắm hầu hết các hỏa tiễn của mình vào các mục tiêu trên đất liền df 21d và df 26 trên lý thuyết có khả năng đánh tàu trên biển Người Mỹ gọi chúng là Carrier Killers. DF-26 xuất hiện đầu tiên vào năm 2015 và đi vào hoạt động vào năm 2016, được cho là loại hỏa tiễn đáng sợ nhất trong số các loại hỏa tiễn. Nhưng có bao nhiêu trong số khoảng 1.300 hỏa tiễn của lực lượng hỏa tiễn trung cộng là DF-26?